Xin kính chào cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, chắc chắn cô bác nào ở đây cũng đã từng nhiều đêm thao thức không ngủ được vì lo nghĩ đến chuyện gia đình và công việc đúng không? Tuy nhiên cũng có rất nhiều cô bác, dù không phải bận tâm điều gì, công việc cũng không hề áp lực. Thế nhưng nhiều đêm nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Thậm chí nếu cô bác đã tìm đến các loại thực phẩm, thức uống hay là cả thuốc Tây để mong muốn tìm lại cho mình một giấc ngủ ngon mà chưa thấy hiệu quả, thì hãy xem hết video này cô bác nhé. Bởi vì ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ bật mí hai cách giúp cô bác dễ chìm vào giấc ngủ ở bất cứ thời điểm nào trong ngày. Xin mời cô bác theo dõi để có được giấc ngủ sâu trọn vẹn và không tỉnh giấc giữa đêm nhé. Bí quyết đầu tiên giúp cô bác ngủ trong vòng 2 phút, đó là phương pháp ngủ của lính Mỹ. Cô bác nào ở đây nếu thường xuyên bị mất ngủ thì chắc cô bác cũng biết mỗi sáng thức dậy là điều vô cùng ám ảnh. Bởi vì sau một đêm dài, cơ thể của cô bác đang thiếu năng lượng, trong khi đó thời gian ngủ lại chẳng được bao nhiêu. Lúc này cô bác sẽ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần khó tập trung. Thế nhưng không ít cô bác hiện vẫn chủ quan vì cho rằng do nhiều tuổi rồi nên việc khó ngủ hơn so với trước đây cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cô bác nên nhớ rằng việc mất ngủ chính là nguyên nhân khởi phát gây nên nhiều triệu chứng không tốt cho sức khỏe như béo phì, bệnh tim, tiểu đường và trên hết là giảm tuổi thọ của cô bác đấy nhé. Vậy nên nếu cô bác không muốn những thảm họa ảnh hưởng đến xảy ra, thì cô bác buộc phải tìm cách đi ngủ đúng giờ và hiệu quả cho bản thân. Trong đó, phương pháp tối ưu mà các chuyên gia về giấc ngủ khuyên thực hiện đó là ngủ nhanh trong vòng 2 phút. Cô bác biết không, điều đặc biệt của cách ngủ này nằm ở chỗ được áp dụng theo đúng việc nghỉ ngơi trong nhiều tình huống khắc nghiệt. Cụ thể, cô bác có thể hiểu trước đây, trường Hải quân Mỹ đã phát triển một phương pháp khoa học có thể giúp cô bác ngủ ngày hoặc đêm ở bất kỳ điều kiện nào trong vòng 2 phút. Theo khảo sát, phương pháp này đạt tỷ lệ thành công tới 96% sau 6 tuần thực hành cô bác nhé. Hơn nữa, cô bác nào ở đây có thói quen uống cà phê thì khi áp dụng cách này cũng hiệu quả kể cả sau khi uống. Thậm chí với tiếng ồn của bom súng bên cạnh thì cô bác vẫn có thể ngủ ngon lành. Do đó, cô bác có thể áp dụng từ ngày hôm nay bằng cách sau đây. Đầu tiên, cô bác thư giãn các cơ trên khuôn mặt của mình, bao gồm lưỡi, hàm và xung quanh mắt. Lưu ý quan trọng là cô bác không nên nheo mắt hay nhăn nhó trán đâu nhé. Tiếp theo, cô bác buông thõng vai thấp nhất có thể, rồi tiếp tục là cổ, cánh tay trên và cẳng tay dưới lần lượt mỗi bên. Hít thở thật sâu để thư giãn ngực của bác nhé. Tiếp đến là đùi và đôi chân của cô bác, để toàn bộ cơ thể được thư giãn ở mức tối đa. Sau đó, cô bác nên dành 10 giây để xóa bỏ những suy nghĩ trong tâm trí. Để làm được điều này, các chuyên gia về giấc ngủ đã gợi ý 3 cách sau. Cách thứ nhất, cô bác hãy tưởng tượng mình đang nằm trên thuyền trôi ở mặt hồ yên tĩnh, xung quanh không có gì ngoài một bầu trời trong xanh. Cách thứ hai, cô bác hãy nghĩ mình đang nằm trên một chiếc võng nhung đen tuyền, trong một căn phòng tối đen. Và cách cuối cùng, và cũng là cách dễ nhất, đó là cô bác hãy lặp đi lặp lại câu đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng nghĩ với chính mình liên tục trong 10 giây. Như vậy, ngay sau đó 2 phút, cô bác sẽ ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay đâu nhé. Phương pháp tiếp theo có tên là 478 giúp cô bác ngủ ngon chỉ trong vòng 60 giây. Tôi biết là nhiều cô bác ở đây sẽ bán tín bán nghi vào điều này, bởi cô bác nghĩ rằng cô bác ăn uống đầy đủ điều độ, sinh hoạt hợp lý khoa học, thậm chí là đã uống nhiều loại thuốc khác nhau, thế nhưng cũng không thể nào ngủ ngon hơn, thì sẽ rất khó có cách nào giúp cô bác lấy lại giấc ngủ được như lúc còn trẻ. Huống hồ, ngủ trong vòng 60 giây thì lại càng khó hơn, vậy nên sẽ không thể thực hiện được. Tuy nhiên, đó có thể là cô bác chưa biết đó thôi. Cách ngủ này đã được hàng nghìn người áp dụng thành công rồi. Cụ thể, cách ngủ này được tiến sĩ Andrew Weir, một chuyên gia về giấc ngủ rất nổi tiếng người Mỹ, đã sáng tạo ra một phương pháp có thể giúp cô bác có thể ngủ cực nhanh chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. Theo tiến sĩ Weir, nếu như cô bác thực hiện đúng, thì dù cô bác là một người mắc bệnh mất ngủ kinh niên cũng có thể ăn giấc nhanh chóng. Và bí kíp ở đây đơn giản, chỉ nằm ở cách các cô bác hít thở mà thôi. Hẳn là nhiều cô bác sẽ bất ngờ vì tại sao chỉ dựa vào hơi thở
mà có thể chữa được bệnh mất ngủ kinh niên, thần kỳ đến như vậy có phải không? Vậy thì tôi cũng xin giải thích rõ để cô bác hiểu. Kết luận này được đúc rút từ một bài tập thời cổ xưa của Ấn Độ tên là Pranayama. Nếu cô bác nào ở đây thường xuyên tập yoga thì chắc chắn sẽ không thể không biết đến bài tập quen thuộc này. Qua đó, tiến sĩ Well giải thích rằng phương pháp này giúp cho phổi của cô bác được nạp đầy không khí, từ đó đẩy nhiều oxy vào cơ thể và đưa đầu óc của cô bác vào trạng thái tĩnh tâm. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả đâu cô bác nhé. Vì lợi ích của phương pháp thở này không chỉ dừng lại ở giấc ngủ mà nó có thể giúp cô bác kiểm soát sự thèm ăn và kiềm chế cơn giận dữ. Như vậy, cô bác sẽ giảm tải những căng thẳng cho đầu óc đã phải hoạt động trong suốt một ngày dài. Mà cô bác thấy đấy, cách làm này thì không hề tốn thời gian, chỉ cần một phút là cô bác có thể cảm nhận được hiệu quả của chúng. Vậy nên chẳng có lý do gì mà cô bác từ chối thực hiện, đúng không nào? Hơn nữa, cách làm này cũng hết sức đơn giản như sau. Đầu tiên, cô bác thở ra hoặc thổi hơi ra hoàn toàn bằng miệng. Cô bác lưu ý phải thở mạnh, tạo thành tiếng. Đầu lưỡi đặt đằng sau răng hàm trên của bác nhé. Sau đó cô bác đóng miệng, hít nhẹ nhàng bằng miệng, đếm thầm trong đầu đến 4. Tiếp theo, cô bác nín thở và đếm đến 7. Và cuối cùng, cô bác lại thở mạnh ra thành tiếng và đếm đến 8 nhé. Bên cạnh đó, khi đóng miệng, cô bác cần hít nhẹ nhàng, lặp lại toàn bộ quá trình thêm 3 lần nữa. Cô bác hãy tập cách thở như vậy khoảng 2 lần một ngày. Đây là cách rất tốt để giúp cô bác ngủ ngon. Tuy nhiên, có thể ở trong thời gian đầu, cô bác sẽ chưa cảm nhận được hiệu quả tức thời. Thế nhưng tôi xin khẳng định với cô bác rằng, nếu cô bác duy trì đều đặn phương pháp này, thì sau mỗi từ 4 đến 6 tuần, cô bác sẽ thấy những lợi ích cực kỳ tuyệt vời xảy ra với cơ thể. Cô bác thân mến, nhìn chung hai cách làm vừa rồi đều có ưu điểm lớn, đó là giúp cô bác ngủ ngon và ngủ sâu. Đồng thời, phương pháp thực hiện lại không hề tốn nhiều thời gian. Chỉ cần 1-2 phút là cô bác đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Tuy nhiên, cô bác cũng cần phải hết sức lưu ý rằng, ngoài việc tìm cho mình phương pháp ngủ ngon thì một số yếu tố tác động bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô bác. Do đó, trong phần tiếp theo của video, tôi xin chỉ ra 4 mẹo đơn giản giúp cô bác dễ ngủ hơn, ngủ sâu giấc và không bị mộng mị. Xin mời cô bác tiếp tục theo dõi để lưu ý hơn đến các yếu tố quan trọng này nhé. Yếu tố đầu tiên là cô bác cần hạ nhiệt độ. Điều này là một trong những việc quen thuộc, thế nhưng lại ít cô bác nào nhận ra. Cô bác cứ thử để ý mà xem, vào mùa đông, cô bác thường ngủ nhiều hơn mùa hè. Những ngày mưa bão, cô bác cũng muốn ngủ nhiều hơn so với những ngày nóng nực. Và ngày nay, khi cuộc sống hiện đại hơn thì cô bác nằm ngủ trong căn phòng có điều hòa sẽ thoải mái hơn là ngủ ở căn phòng kín, khó thoát gió. Việc này được các chuyên gia lý giải rằng nhiệt độ cơ thể của cô bác thay đổi khi đi vào giấc ngủ. Cơ thể của cô bác hạ nhiệt khi bắt đầu nằm xuống và ấm lên khi thức dậy. Nếu căn phòng quá ấm, cô bác sẽ khó có thể đi vào giấc ngủ. Vậy nên mỗi khi cô bác thấy mình quá khó để có thể chợp mắt thì hãy thử mở nhẹ một bên cửa sổ để đón gió mát hoặc bật quạt để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Từ đó cô bác sẽ dễ đi ngủ và ngủ sâu, ngủ ngon tới sáng. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô bác đó chính là ánh sáng. Tôi biết hầu hết phòng ngủ của cô bác đều có gắn đèn ngủ. Bởi vì nhiều cô bác sợ bóng tối hoặc nửa đêm cô bác muốn dậy đi vệ sinh thì cũng sẽ thuận tiện hơn. Thế nhưng cô bác biết không, đèn ngủ chính là một trong những lý do có thể ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của cô bác. Theo các chuyên gia cho biết, việc cô bác tiếp xúc với ánh sáng không thường xuyên, kể cả là ánh sáng từ các thiết bị điện tử có thể dẫn đến sự gián đoạn nhịp sinh học, khiến cô bác khó ngủ và tỉnh táo hơn. Trong khi đó, vào ban đêm, bóng tối thúc đẩy cảm giác buồn ngủ của cô bác. Đồng thời, cơ thể của cô bác lúc này cũng sẽ sản xuất melatonin, một loại hormone cần thiết cho giấc ngủ của cô bác. Vậy nên, nếu cô bác đang mất ngủ nhiều ngày, thì hãy thử tắt đèn ngủ trong phòng ngủ để làm giảm bớt nguy cơ gây khó ngủ cô bác nhé. Một điều quan trọng không kém đó là cô bác không nên lạm dụng thuốc an thần, thuốc ngủ. Cô bác có thể hiểu như thế này.
mất ngủ là một dấu hiệu về tình trạng sức khỏe của cô bác. Nếu tình trạng mất ngủ và chất lượng giấc ngủ kém, cô bác nên đi khám bác sĩ trong thời gian sớm nhất. Điều này sẽ tốt hơn nếu cô bác lạm dụng thuốc ngủ, an thần, vì các loại thuốc này về lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh của cô bác. Trong trường hợp khó ngủ, cô bác nên uống một ly sữa nóng sẽ giúp cho cô bác ngủ nhanh và sâu hơn. Và cuối cùng, cô bác nên tránh ngủ nhiều trong ngày. Cô bác nào ở đây nhà có con đang tuổi ăn tuổi học thì cứ để ý mà xem. Vào những ngày cháu nhà cảm thấy khó ngủ thì các cháu sẽ thường có xu hướng buồn ngủ vào ban ngày, từ đó dẫn đến tình trạng có những giấc ngủ ngắn vào ban ngày. Điều này có thể thông cảm vì những giấc ngủ trong thời gian ngắn có liên quan đến việc cải thiện sự tỉnh táo và hạnh phúc cho các cháu. Thế nhưng ngược lại, nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ vào ban đêm. Trong một nghiên cứu trên 440 cháu đang là sinh viên đại học, chất lượng giấc ngủ ban đêm kém nhất được quan sát thấy ở những cháu ngủ 3 giấc ngủ ngắn hoặc nhiều hơn mỗi tuần. Hơn nữa, những cô bác nào thường ngủ trưa hơn 2 giờ sẽ ngủ muộn hơn rất nhiều vào ban đêm của bác nhé. Hơn nữa, cô bác cũng nên lưu ý rằng, một nghiên cứu vào năm 1996 cho thấy, những cô bác lớn tuổi ngủ trưa thường xuyên có chất lượng giấc ngủ ban đêm thấp hơn, đồng thời cũng có nhiều triệu chứng trầm cảm hơn và hoạt động thể chất hạn chế hơn so với những người không ngủ trưa. Vậy nên cách tốt nhất để cô bác sớm lấy lại giấc ngủ ngon thì dù ban ngày hoặc trưa cô bác có buồn ngủ tới đâu thì hãy rửa mặt với nước lạnh cho tỉnh táo. Như vậy đến tối, cơ thể của các bác khi đã thấm mệt thì cô bác sẽ dễ ngủ và ngủ sâu hơn. Lâu dần, điều này sẽ hình thành nên một thói quen cho cô bác và chấm dứt việc mất ngủ vào ban đêm. Cô bác thân mến, ngủ kém hay ngủ không đủ giấc có thể có những tác động tiêu cực đến nhiều bộ phận của cơ thể và não bộ của cô bác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, giảm sút trí nhớ, rối loạn cảm xúc và những chức năng sinh học bên trong cơ thể của cô bác cũng sẽ bị đảo lộn. Vậy nên cô bác nếu cảm thấy khó chợp mắt vào ban đêm thì hãy áp dụng hai phương pháp sau. Bí quyết đầu tiên giúp cô bác ngủ trong vòng 2 phút là phương pháp hiệu quả của Linh Mỹ ở bất cứ thời điểm nào trong ngày. Phương pháp tiếp theo có tên là 478 giúp cô bác ngủ ngon như một đứa trẻ chỉ trong vòng 60 giây. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ lạc quan, tránh suy nghĩ lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn mạnh khỏe và sống thọ bên con cháu. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.